Sắp tới đây sẽ có tới 8 tác giả đoạt giải Nobel tới Việt Nam. Đó là thông tin được đưa ra tại buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận với Hoàng tử Alfred của Công quốc Liechtenstein ngày hôm qua 24 tháng 5 tại Hà Nội. Đây là cuộc gặp gỡ trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 21 tháng 5 tới ngày 31 tháng 5 của Hoàng tử Alfred. Ông là Chủ tịch Hội đồng Tư vấn của Quỹ Hòa bình Quốc tế, gọi tắt là IPF, là tổ chức nó có trụ sở đặt tại thủ đô Vienna của Áo. Được thành lập từ năm 1993. Và cái tổ chức này là chuyên cái quỹ này là chuyên tổ chức các buổi nói chuyện tại các quốc gia với sự tham gia của những nhân vật đoạt giải Nobel, hoặc là những chiếc khách lớn, hoặc là những văn nghệ sĩ, những ngôi sao trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật chẳng hạn, nhằm mục tiêu như gì? Là nhằm mục tiêu để thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển ở trên phạm vi toàn cầu. Dự kiến trong chuỗi hoạt động tại Việt Nam sẽ có 8 nhà khoa học hoặc 9 khách đoạt giải Nobel đến để giảng bài, tham gia hội thảo và đối thoại với các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên của Việt Nam. Và thưa quý vị, ngoài